Johan Beast, Sell Mark và những điều cần biết trước khi xem Trouble Super Super Hero. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với OV Dragon. Vậy là không còn lâu nữa thì Dragon Ball Super Super Hero sẽ được công chiếu trên toàn thế giới. Tại thị trường Nhật Bản thì bộ phim này đã được công chiếu từ tháng 6 và đã nhận được rất nhiều lời khen cùng với những đánh giá tích cực. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất cũng không làm cho con dân fan Pirồng trên toàn thế giới phải thất vọng khi mà họ đã tung ra trailer chính thức của bộ phim cũng như một số thông tin thú vị xoay quanh nó. Chính vì thế, ngày hôm nay, bọn mình đã tổng hợp lại tất cả để gửi tới anh em. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu nội dung chính thì chúng ta cần phải làm rõ một chuyện. Đây không phải là một video spoiler tiết lộ tình tiết phim, và mình chỉ làm nội dung dựa theo những gì mà phía nhà sản xuất cũng như tác giả đã công bố mà thôi. Và nếu như anh em sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng tới cảm nhận của anh em trước khi xem phim thì có thể thoát ra ngay bây giờ vì chưa quá muộn đâu. Còn nếu như anh em vẫn ở lại thì chúng ta cùng lên xe để bắt đầu chuyến hành trình với Dragon Ball Super Super Hero thôi nào. Đầu tiên, chúng ta cần phải quan tâm tới bối cảnh và khoảng thời gian diễn ra trong phim. Mình biết rằng fan của Pirồng có rất nhiều độ tuổi khác nhau, lớn có, nhỏ có, đặc biệt là những fan cứng cựa với bộ truyện 7 viên ngọc rồng từng làm mưa làm gió tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X. Giờ đây những cậu trai cô gái ngày đó ra sức vận trưởng Kamejoko này đã trưởng thành với bao điều phải lo toan trong cuộc sống. Vì thế, việc có thể theo dõi và tìm hiểu chi tiết về bộ phim sắp tới là điều không phải ai cũng có thể làm được. Và để cho tất cả anh em có thể dễ dàng nắm bắt mạch truyện khi ra rạp xem phim thì ngay bây giờ mình sẽ làm rõ bối cảnh và khoảng thời gian diễn ra trong bộ phim này nhé. Trước đó, phía nhà sản xuất đã tiết lộ về số tuổi của Pan trong Trouble Super Super Hero. Cụ thể, cô con gái đầu lòng của Gohan đã lên 3 tuổi và điều này có thể suy đoán ra được khoảng thời gian mà sự kiện trong phim diễn ra sẽ xảy ra sau những sự kiện trong Trouble Super hiện tại và trước khoảng 1 năm với phần thế giới hòa bình, phần kết của Birong khi mà tại đây Pan đã 4 tuổi. Trước đó, phía Toei Animation cũng đã tung ra một đoạn video mở đầu của bộ phim. Trong video này đã sơ lược qua về tổ chức Red Ribbon, từ việc bị đánh bại ra sao, cho tới việc những tàn dư của tổ chức này lên kế hoạch trả thù như thế nào. Nổi bật nhất trong số đó chính là thông tin về gia đình của Dr. Gero. Trước đây, chúng ta chỉ biết được rằng tên tiến sĩ điên này đã từng có một người con trai tham gia chiến đấu trong lực lượng Red Ribbon. Nhưng sau đó thì người con trai này của ông ta đã chết và Android 16 được tạo ra dựa theo nguyên mẫu của người con trai đã mất của Dr. Gero. Đó là những gì mà chúng ta đã biết ở Dragon Ball Z. Nhưng khi bước tới Dragon Ball Super Super Hero với phản diện chính là tổ chức Red Ribbon năm nào, các thông tin về tổ chức cũng như các thành viên trong đó đã được tiết lộ chi tiết hơn. Cụ thể, Dr. Gero có một người vợ tên là Vomi, cả hai đã có con với nhau và người con trai mà Dr. Gero đã lấy làm nguyên mẫu cho Android 16 có tên là Gevo. Dr. Gero vẫn còn một người con khác, người này không được tiết lộ danh tính nhưng sau này đã lập gia đình và sinh ra Dr. Hedo, người đã tạo ra Gamma 1 và Gamma 2. Còn đặc biệt hơn nữa, khi mà Vomi, vợ của Dr. Gero lại là nguyên mẫu của Android 21. Tuy nhiên, xét vào mạch truyện chính thì Android 21 chưa từng tồn tại, mà chỉ có Vomi là được công nhận là vợ của Dr. Gero mà thôi. Còn về phần Android 21, nhân vật này từng xuất hiện tại tựa game Dragon Ball FighterZ với vai trò phản diện và cô ta sở hữu trí tuệ có thể sánh ngang với Dr. Gero. Đặc biệt hơn nữa, Android 21 được chính tác giả Akira Toriyama thiết kế. Theo như trailer chính thức của Dragon Ball Super Super Hero thì có lẽ anh em cũng đã biết được tên phản diện mà hai thầy trò Gohan và Piccolo phải đối mặt là ai. Một tên phản diện vừa lạ lại vừa quen tên là Cell Bạo Hung đã chính thức trở lại đúng theo những đồn đoán của fan Pirồng trước khi bộ phim ra mắt. Tuy nhiên ngoại hình của hắn ta đã có chút thay đổi. Ngoài sắc xanh chủ đạo thì trong lần trở lại này hắn đã khoác thêm lên người một sắc đỏ cùng với cặp mắt điên loạn. Ngoại hình của Cell trong Dragon Ball Super Super Hero khá giống với dạng Cell bán hoàn hảo. Tuy nhiên, Cell Bạo Hung cũng đã có một cái tên mới và trong phần phim này, hắn ta được gọi với cái tên Cell Mark. Hai thầy trò Piccolo là những nhân vật trung tâm của bộ phim nên cả hai cũng đã có những màn thể hiện không thể hoành tráng hơn. Tuy chỉ mới có trailer chính thức, nhưng chúng ta đều đã có thể nhìn thấy được hai trạng thái mới của hai thầy trò. Hai nhân vật có thể nói đã mất đi rất nhiều đất diễn khi bước qua Dragon Ball Super. Trước đó thì trạng thái mới của Piccolo cũng đã được nhá hàng, nhưng những gì mà anh da xanh đã thể hiện trong trailer chính thức của bộ phim là một ngoại hình hoàn toàn mới, một Piccolo khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Theo mình được biết thì tên trạng thái mới của Piccolo có tên là Orange Piccolo. Theo như phía nhà sản xuất đã nói trước đó, thì trạng thái này sẽ khiến cho Piccolo giải phóng tiềm năng sức mạnh của bản thân. Thầy đã có trạng thái thì trò cũng không thể kém miếng được. Mình khá bất ngờ khi trong trailer chính thức của bộ phim đã tiết lộ trạng thái mới của Gohan. Ban đầu mình nghĩ việc che giấu đi phản diện chính cũng như trạng thái mới của Gohan sẽ giúp cho fan Pirồng phải đứng ngồi không yên khi ra ngoài rạp. Nhưng sau khi xem lại khoảnh khắc biến hình của Gohan thì mình dám cá rằng khoảnh khắc này sẽ khiến cho các fan Pirồng khi đi xem phim sẽ phải hò hét trong sung sướng.
Vì khoảnh khắc đặc biệt này đã khiến cho mình liên tưởng tới khoảnh khắc lần đầu Gohan lên trạng thái Super Saiyan 2 để đánh bại Cell. Ở trạng thái này, phân tóc của Gohan đã có những biến đổi rõ rệt. Tóc của anh đổi thành màu trắng và dài hơn khá nhiều so với Super Saiyan 2. Chưa kể, màu mắt của Gohan cũng đã thay đổi khi mà ở phân cảnh biến đổi tại trailer, khi đôi mắt hóa màu đỏ đã khiến mình liên tưởng ngay tới Mangekyou Sharingan của tộc Uchiha bên Nako. Và trạng thái này ban đầu được gọi với cái tên là Final Gohan, tuy nhiên gần đây thì tên chính thức của nó đã được tiết lộ. Trạng thái tóc trắng này có tên là Gohan Beast. Đã nhắc tới Pyrom thì không thể thiếu những pha tấu hài và Dragon Super Superhero cũng không phải ngoại lệ. Tại trailer chính thức của bộ phim, chúng ta đã thấy được những màn tấu hài tới từ hai cây hài đặc biệt của Pyrom. Đầu tiên chắc chắn vẫn phải kể tới hai cậu nhóc Goten và Trunks, cây hài đã quá quen mặt với chúng ta. Chuyện Fat Goten xuất hiện tại phần phim này là điều không quá bất ngờ, vì trong tấm poster quảng cáo của phim thì cả Goten và Trunks đã tạo dáng lỗi trong nghi thức hợp thể Fusion Dance. Chưa hết thì độ trầu tre của Fat Goten ở trailer sẽ khiến cho chúng ta mong chờ thêm nữa những màn tấu hài của hợp thể này trong phim. Tiếp theo đó là cây hài mới nổi mang tên Bulma. Trong trailer chính thức, dòng thần Ceron đã được triệu hồi bởi Bulma cùng với Piccolo. Tại đây, Bulma có nói rằng bản thân muốn ước phần mông của mình được săn chắc hơn, và điều này đã khiến cho bảo mẫu hàng đầu trái đất Piccolo phải câm nín. Đó mới thấy, trong các dòng thần thì có thể nói Ceron là con rồng bất hạnh nhất bởi những điều ước hết sức ba chấm, từ việc mang tới một cái quần lót cho tới việc nâng mông, hay còn là công cụ để tên thằn lằn nào đó muốn được cao lên thay vì phải đi kéo chân như quả bấc. Dòng nhà người ta thì toàn thực hiện điều ước biến người khác trở thành chiến binh mạnh nhất vũ trụ, dòng nhà mình thì toàn xử lý mấy việc đâu đâu. Nói vui vậy thôi, chứ mình cũng rất mong chờ vào tình tiết triệu hồi dòng thần này. Vì hiện tại Ceron có 3 điều ước, và nếu như điều ước của Bulma được thực hiện thì sẽ còn 2 điều ước nữa. Liệu 2 điều ước này là gì và sẽ ảnh hưởng tới bộ phim như thế nào thì chúng ta sẽ phải đợi cho tới khi phim được công chiếu tại rạp nhé. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tới với những lời nhận xét của tác giả Akira Toriyama về hai trạng thái mới thầy trò Piccolo cũng như phản diện Cell Mark nhé. Tuy nhiên mình lại phải lưu ý rằng nội dung sắp tới rất có thể sẽ tiết lộ một vài thông tin chính của bộ phim nên anh em cần cân nhắc trước khi xem. Nếu không muốn bị ảnh hưởng tới trải nghiệm khi xem phim thì anh em có thể dừng lại ở đây được rồi. Còn nếu như anh em không quan tâm tới điều đó và vẫn quyết định ở lại thì chúng ta tiếp tục nhé. Không sau này anh em lại trách mình là không báo trước cho anh em thì lại tội mình ra. Đầu tiên là trạng thái Oren Piccolo. Theo tác giả Akira Toriyama thì Piccolo chính là nhân vật yêu thích của ông bởi tính cách trầm lặng và chủ nghĩa khắc kỷ của anh ta. Thật hiếm khi thấy anh ấy nói chuyện và chạy xung quanh giống như anh ấy đã làm ở trong phần phim này. Nhưng đây có lẽ cũng là lần đầu tiên Piccolo trải qua một sự biến đổi lớn. Vì anh ấy không có tóc nên tác giả đã làm cho Piccolo trở nên cơ bắp hơn trong trạng thái mới. Tiếp theo đó là việc sử dụng màu cam cho phần da của Piccolo vì sợ rằng nó sẽ khó có thể phân biệt. Tác giả có nói rằng bản thân muốn làm thêm nhiều hơn nữa, nhưng cá nhân ông đã rất hài lòng về việc cuối cùng thì Piccolo đã có được sức mạnh chiến đấu ngang ngửa với Goku và những người khác. Còn cái tên Oren Piccolo đỡ mất nguồn là do anh bạn Namek không giỏi đặt tên cho mọi thứ. Tiếp theo đó là Gohan Beats. Tác giả nói rằng Gohan đã có khá nhiều lần biến hình trong quá khứ, nhưng hiện tại anh ấy đã biến đổi và thức tỉnh với một trạng thái hoàn toàn mới. Dựa trên hình ảnh về sự thức tỉnh của Gohan ngày trẻ, Gohan đã phát triển theo một cách rất độc đáo của riêng mình. Và tác giả Akira đã đặt tên cho trạng thái này là Gohan Beats bởi vì ông cảm thấy rằng con thú bên trong người Gohan đã thức tỉnh. Về phần thiết kế, ông đã thử vẽ một khuôn mặt đáng sợ với nước da nhợt nhạt, nhưng sau cùng thì nó có vẻ không phù hợp với hình ảnh của Gohan, nên vì thế tác giả chỉ đơn giản là để tóc của Gohan dài ra như những gì mà trước đó bản thân ông đã làm. Thật ngạc nhiên vì điều này đã được mọi người đón nhận rất nồng nhiệt, và ai cũng nói rằng trông thật tuyệt, bản thân tác giả đã rất vui khi nhận được những lời đánh giá tốt đẹp như vậy từ tất cả mọi người. Về phía Cell Mark, hắn được tạo ra bởi sự thao túng các tế bào của Dr. Gero, là một kẻ thù đáng gờm và vô cùng mạnh mẽ. Lần này, cháu trai của ông ta, Dr. Hedo, đã thể hiện khả năng thiên tài của mình khi đã sử dụng các bản thiết kế của Cell để tạo ra một phiên bản Cell khổng lồ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn phiên bản trước và được gọi với cái tên Cell Mark. Tuy nhiên, hắn ta được tạo ra chỉ vì Magenta thực sự muốn nó. Bản thân Dr. Hedo không có bất cứ ràng buộc cá nhân nào với tên quái vật này. Nếu Cell Mark được hoàn thành, ngay cả Puri cũng sẽ không thể đánh bại được nó. Tuy nhiên, do kích hoạt sớm nên hắn ta đã trở thành một con quái vật bị mất kiểm soát. Hắn ta la hét trong một cơ thể to lớn với màu sắc gớm ghiếc. Vì vậy tôi thực sự cảm thấy có lỗi với diễn viên lồng tiếng, tôi rất xin lỗi. Và đó là những lời nhận xét của tác giả về hai trạng thái của thầy trò Piccolo và phản diện Cell Mark. Theo nguồn tin mà mình có nghe được từ bà hàng xóm khi đi chợ và được bà bán rau kể cho, thì phần phim Dragon Super Superhero sẽ chuẩn bị được công chiếu tại các cụm rạp tại Việt Nam dự kiến vào ngày 19 tháng 8 tới. Cuối video là chuyên mục dành cho anh em yêu thích tranh. Bọn mình vừa mở một shop bán tranh Dragon và nhiều anime manga khác theo yêu cầu. Anh em có nhu cầu decor phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage OV Manga Anime Shop để đặt hàng nhé. Link mình sẽ ghi ở phần mô tả.
Và đó là toàn bộ nội dung mà mình muốn truyền tải tới anh em. Video tới đây cũng đã hết rồi. Cảm nghĩ của anh em sau khi xem xong video này là như thế nào? Và nếu có những chủ đề hay mà anh em muốn bọn mình làm thì hãy bình luận ở phía dưới cho bọn mình biết nhé. Và nếu anh em thấy thích video này thì đừng quên bỏ lại một like và một đăng ký kênh cũng như nhấn vào nút chuông ở ngay bên cạnh để nhận được thông báo khi bọn mình ra video mới nhé. Hiện tại thì bọn mình đang rất cần những lượt like và lượt share ủng hộ từ phía anh em để có thể giúp cho OV Dragon trở lại một lần nữa. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Bye bye!